xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo file nén trên máy tính giả sử như ở đây tôi có một thư mục thì trong thư mục này của tôi á nó chứa các file như là file excel file pdf file Boy và file word rồi bây giờ tôi muốn là nén cái thư mục này lại thì tôi sẽ có hai cách sau đây cách đầu tiên á tôi sẽ chọn vào thư mục mà tôi muốn nén tiếp theo ở đây tôi sẽ bấm phải chuột và chọn vào dòng là s 2 Thì các bạn lưu ý nha, đối với Win 7 và Win 10 á, khi các bạn chúng ta bấm phải chuột vào thư mục thì cái dòng s 2 nó sẽ xuất hiện ở đây nha. Còn đối với Win 11 á, các bạn chúng ta phải vào Win ra thì cái dòng s 2 nó mới xuất hiện. Đó bây giờ tôi sẽ chọn vào s 2 Sau đó ở đây, các bạn để ý ở dòng là IT name. Ở đây các bạn chúng ta sẽ đặt tên cho file nén. Thì ở đây á, tôi sẽ để tên mặc định. Tiếp theo, ở IT format á, chúng ta sẽ chọn định dạng đuôi cho nó. Ở đây á có ba đuôi. Thứ nhất là đuôi ra, thứ hai là đuôi ra 4 và thứ ba là đuôi zip. Tùy các bạn nha. Các bạn chúng ta thích chọn đuôi nào thì các bạn chọn vào nha. Ở đây tôi sẽ chọn là đuôi ra. Rồi, nếu mà các bạn chúng ta muốn là đặt mật khẩu cho file nén thì chúng ta sẽ chọn vào Save password Sau đó chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu nha Ở đây tôi không muốn là đặt mật khẩu Thì tôi sẽ không chọn vào save password Tiếp theo tôi sẽ chọn vào ok Thì lúc này á Tôi đã nén được một file Có tên là văn bản Đó file nén nó sẽ có hình ba cuốn sách như thế này Đây là cách đầu tiên Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai Bây giờ tôi sẽ xóa cái file nén này đi rồi cách thứ hai á, chúng ta sẽ làm như sau. Chọn vào thư mục mà chúng ta muốn nén file. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là S2 văn bản chấm ra. Trong đó tên văn bản chấm ra là tên mặc định lúc ban đầu của thư mục. Rồi đối với Win7 và Win10 á, thì cái dòng s này nó sẽ xuất hiện ở đây nha. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Đó bây giờ tôi nén file nhanh thì tôi sẽ chọn vào dòng này. Đó như vậy là tôi đã được một file nén có tên là văn bản. Rồi giả sử như bây giờ các bạn chúng ta muốn nén các file rời rạc như thế này, thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây á, tôi sẽ giữ phím Control lần lượt tích chọn vào các file mà tôi muốn nén. Đó giả sử như bây giờ tôi muốn là nén ba file excel này thì tôi sẽ giữ phím Control lần lượt tích chọn vào ba file. Sau đó ở đây tôi sẽ bấm phải chuột vào một file bất kỳ Tiếp theo tôi sẽ chọn vào s 2 Ở đây tôi sẽ đặt tên cho file nén Ví dụ như đây tôi sẽ đặt tên là file tại liệu Excel Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn dạng đôi Ở đây tôi sẽ chọn đôi là zip này sau đó tôi sẽ chọn vào OK này. Đó như vậy là vừa nén một file và file này á có đôi là zip nên biểu tượng á nó cũng khác so với file có đôi là ra nha rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn giải nén file á thì chúng ta sẽ làm như sau này các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào file nén chọn và attach file hoặc là attach thì tùy bạn nha rồi lưu ý nha nếu mà các bạn chúng ta giải nén ra thì nó sẽ trùng tên file trên máy tính nó không cho phép hai file trùng tên nhau ở cùng một vị trí ở đây tôi sẽ xóa cái thư mục này đi bấm phải chuột chọn vào chất file này. ok đó, nó sẽ giải nén được một file thì trong cái file này á nó có một file nữa thì trong file này nó chứa các file như là word, excel, powerpoint và pdf còn nếu mà các bạn chúng ta giải nén kiểu ở chất á thì nó gọn hơn bấm phải chuột vào file nén chọn vào chất thier đó, nó sẽ như vậy. nó sẽ nén được một file này trong file này á nó chưa cái gì nó sẽ bung ra hết nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tạo file nén trên máy tính nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn mọi theo dõi